Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại đến với một video tâm sự anh em. Chuyện thì cũng đã lâu rồi. Mình bắt đầu làm YouTube từ 2 năm về trước. Thì nói chung rằng là con đường làm YouTube thì nó luôn luôn đầy rẫy những cái khó khăn mọi người ơi. Và phải nói rằng là để làm được đến bây giờ, không ít những lần mình đã gặp khó khăn đến mức gục ngã. Nhưng mà không sao cả. Cuối cùng dù là cũng sẽ có những fan luôn bên cạnh mình. Mình cảm ơn các bạn vì điều đó. Và đến ngày hôm nay, lời đầu tiên mình cảm ơn tất cả những các bạn đã đồng hành cùng mình trong một cái khoảng thời gian rất là dài. 2 năm qua, hơn 2 năm mình làm YouTube, với bao nhiêu chuyện buồn, với tất cả bao nhiêu những cái khó khăn và đồng hành cùng với các bạn, làm ra rất là nhiều những cái video về chủ đề game Free Fire. Đôi khi thì nhìn lại cái chặng đường đã qua, mình thấy rằng là tại sao rằng là ngày ấy thì mình lại kiên trì đến vậy, và mình vẫn quyết định làm Free Fire đến tận bây giờ đây. Thì nó phải nói là một cái quyết định mà mình không biết là đúng hay là sai của cuộc đời mình nữa. Nhưng mà có một điều chắc chắn, đó là mình sẽ không bao giờ từ bỏ game Free Fire và sẽ đồng hành cùng với anh em ngày hôm nay. Và đây, các bạn có thể nhìn thấy những cái hình ảnh lúc mình còn là sinh viên 2 năm trước đây. Mình chỉ là một chàng sinh viên mới lên đại học năm nhất, với bao nhiêu những cái khó khăn. Và hàng tháng thì bố mẹ phải gửi tiền lên nuôi mình tiền trọ, tiền ăn, rồi là tiền học, chi phí sinh hoạt hàng ngày nữa. Phải nói rằng là mình rất là thương bố mẹ. Và mình khi mà chập chững mới lên thành phố, mình không biết rằng là phải làm như thế nào nữa, phải làm như thế nào để có được tiền. Bởi vì là những cái công việc dành cho sinh viên ấy, thì thứ nhất là cái đồng lương nó rất là thấp, chỉ với 13-15 nghìn một giờ, đó là còn cao. Còn những chỗ thấp thì có thể là đến 10.000, 11.000 đồng một giờ. Sinh viên thì người ta sẽ tính làm thêm theo giờ nha mọi người. Và có một điều nữa, đó là cách đây tầm khoảng là hơn 2 năm về trước, thì người ta rất là kỳ thị người Thanh Hóa. Mình là một người con Thanh Hóa, mình không bao giờ cảm giác là mình tự ti về cái điều này. Nhưng mà thôi, cuộc sống mà, nhưng mà miệng đời mà. Thế nên rằng là để mà mình xin được một cái công việc thì nó khá là khó. Một cái công việc làm thêm để mà kiếm thêm thu nhập, để mà phụ giúp bố mẹ rằng là lên thành phố đi học đại học, tốn tiền thế này thế kia. Cuộc sống mà các bạn. Rồi là con trai thì sinh viên, xin việc làm thêm nó hơi khó. Nói chung thì nó không dễ như nữ. Các bạn bảo là xã hội bình đẳng, nhưng mà có nhiều thứ nó vẫn chẳng hề bình đẳng tí nào. 2 năm trôi qua, phải nói là đến bây giờ thì cuộc sống của mình không còn khó khăn như hồi sinh viên, nhưng mà thật sự rằng là nó vẫn rất là khó khăn anh em ạ. Chỉ là đỡ hơn xíu thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, mệt phết anh em nhở. Vâng, thì các bạn có thể thấy đây là những cái hình ảnh mà mình đã tham gia sự kiện của game Free Fire khá là lâu rồi. Từ hồi đó kênh YouTube của mình nó chỉ có 2.700 sub thôi anh em ơi. Cũng có cơ hội gặp gỡ meeting fan. Mình là một trong những cái người fan thôi. Đến gặp bé Chanh này, Tùng Seco này, Suka Hoa Nhật Huỳnh này, rồi là cả Missy Gaming nữa nhở, với rất là nhiều những cái YouTuber khác. Người bạn thân của mình, Mã Hoàng, hay còn gọi là Pốc Pốc nữa. Rồi nha anh em, thì ngày trước đó là lý do tại sao, đúng không? Tại sao mình bén duyên mình làm YouTube, đúng không nào? Đó là sinh viên, sau khi mà đã học nửa năm nhất đại học thì mình suy nghĩ được rằng là mình nhất định sẽ phải kiếm một cái công việc gì đấy. Bởi vì là lúc mà mới lên thành phố thì nó rất là bỡ ngỡ, bảo là kiếm công việc thì hơi khó. Rồi sau khi đã lên thành phố và cảm thấy rằng là ổn định so với cuộc sống, thì mình đã xin đi làm ở quán cà phê này, xin đi làm ở quán bia này, quán nhậu này. Nhưng mà người ta không nhận mình. Đơn giản là người Thanh Hóa anh em ạ. Chỉ một lý do như vậy thôi. Và điều đó làm cho mình thật sự thấy rằng là
Tại sao vậy? Ở đâu thì cũng có người này người kia mà. Tại sao mà suốt ngày cứ phải áp đặt người ta thế này thế kia, cứ phải định nghĩa ai đâu được lựa chọn nơi mình sinh ra, đúng không nào anh em? Ai, cuộc sống nó vẫn luôn là vậy mà. Thì đến ngày hôm nay mình làm video này, mình làm video cho các bạn xem thì mình vui vì điều đó. Rõ ràng rằng là vẫn có những cái bạn fan không bao giờ bỏ rơi mình, và các bạn luôn dõi theo mình bất kể là mình có đi đâu nữa. Ai, một lần nữa cảm ơn các bạn. Rồi thì thời gian trôi qua, một chàng sinh viên năm nhất thì bỗng trở thành một YouTuber, một streamer có tiếng nói trong làng Free Fire. Từ một người 2.700.000 sub anh em ơi, thật ra thì mình đi lên YouTube từ số 0, đã tham gia những giải đấu bình luận game Free Fire. Nhưng mà đến bây giờ thì thật sự rằng là các bạn yêu quý mình, mình đã từng nổi tiếng, rất nổi tiếng trong cộng đồng game Free Fire, nhưng mình đã không giữ được cái điều đó. Thật ra thì cuộc sống mà anh em, đôi khi mình viện lý do rằng là tuổi trẻ chơi bời thế này thế kia, mình không quan tâm đến YouTube, mình không quan tâm đến với người xem lắm. Hầu như rằng là ngày trước thì mình làm video mình rất là thờ ơ, còn đến bây giờ đây, chủ yếu rằng là nội dung YouTube của mình là mình muốn truyền cảm hứng cho anh em chơi game Free Fire từ những câu chuyện, từ những câu chuyện chính thức là từ cuộc đời mình luôn, chứ không phải ở đâu khác cả. Và những điều mình chia sẻ đến với anh em ngày hôm nay đây, hoặc là trong những video tâm sự của mình, đều là những tâm sự từ đáy lòng mình luôn. Các bạn có tò mò tại sao mà mình hay thở dài nhiều không nhở? Đơn giản thì là mình cảm thấy là mỗi lần thở dài như vậy thì vơi đi cái áp lực của cuộc sống. Và hầu như rằng là mình đã đam mê game Free Fire thật sự. Kiểu như là mỗi cái lúc mà các bạn cầm điện thoại trên tay, các bạn chơi game Free Fire thì mình là một con người như vậy. Tức là mình chơi game Free Fire với tất cả những cái niềm đam mê. Mặc dù thì mình có thể là một cái người chơi game Free Fire không giỏi, nhưng mà mình rất là khao khát anh em ơi, khao khát chơi game, khao khát top 1. Rồi là cảm xúc vỡ òa khi mà mỗi trận đấu mình đạt được top 1. Yes, và cảm ơn anh em đã đồng hành cùng với Kẹo trong ngày hôm nay. Thì trải qua rất là nhiều chuyện như vậy, đến ngày hôm nay thì kênh Sĩ Kẹo vẫn phát triển. Và anh em thấy không, là Kẹo vẫn có thể ngồi đây để nói chuyện với anh em, để mà làm ra được video này cho anh em. 2 năm một chặng đường dài, từ con số 0, từ một chàng sinh viên nghèo, không có gì trong tay. Ok, mình trở thành một YouTuber triệu sub và nhận được nút vàng từ YouTube. Phải nói rằng là cái ngày mà mình nhận được nút vàng, mình tự hào vô cùng luôn anh em. 1 triệu sub thì cái ngày ấy, cách đây tầm khoảng là hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm để có được cái nút vàng thì nó vô cùng là khó khăn. Bây giờ thì anh em có thể thấy rằng là làm YouTube thì nó có thể là anh em kiếm nút bạc, nút vàng nó dễ hơn. Và các bạn có thể thấy rằng là cái số lượng kênh YouTube mà trên 100.000 người đăng ký này, hoặc là trên 1 triệu người đăng ký bây giờ nó rất là nhiều luôn. Nó không còn kiểu như là khó khăn như đợt trước nữa. Thế nên rằng là bây giờ thì nó là thời buổi công nghệ phát triển. Tức là streamer làm theo hướng công nghiệp, nó không phải rằng là đi solo như mình như ngày trước nữa. Mà là anh em hầu như là các bạn đã có những editor riêng này, các bạn có những cái máy tính xịn sò, điện thoại xịn này. Còn đối với mình, khi mà mình bắt đầu làm YouTube thì các bạn biết không, mình đã... Thôi, phải nói thế nào nhỉ? Tức là bố mẹ gửi tiền lên để cho mình tiền ăn tiền học, nhưng mà mình đã ăn mì tôm. Mình bỏ bữa sáng, mình tiết kiệm để mình mua được một chiếc điện thoại Xiaomi Mi 4. Thì cũng rất là may, đó là lên đại học thì bố mẹ có tặng cho mình một món quà, đó là một chiếc laptop Asus anh em. Thì có laptop rồi, có điện thoại rồi, mình bắt tay mình làm YouTube. Như một người bạn thân của mình đã từng thành công trong game Liên Quân, đó là Mã Hoàng. Bây giờ thì sẽ là Popok nha anh em. Còn Kẹo thì đấy, bắt đầu từ con số 0. Nhưng mà thật sự rằng là may mắn, mình may mắn bởi vì là được anh em ủng hộ, chứ là cũng không đơn giản gì. Giữa rất là nhiều người như vậy thì Sĩ Kẹo mình là một cái tên nổi lên trong lúc ấy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vâng thì chuyện gì qua rồi thì hãy cứ để nó qua đi anh em. Lâu lâu thì
nhìn nhận lại một cái chặng đường dài như vậy, đã rất là nhiều lần mình nghĩ rằng mình sẽ bỏ YouTube. Nhưng mà khi nhìn lại cái quãng thời gian ấy, cái chặng đường ấy mà mình đã cố gắng như thế nào đến tận bây giờ, thì thật sự rằng là mình không nỡ để mình có thể là bỏ YouTube. Và nó đã ngấm vào máu rồi anh em ơi, nó ăn sâu vào con người mình rồi. Và làm YouTube và làm clip Free Fire cho anh em thì kiểu như là nó là một cái phần tất yếu của cuộc sống. Thật sự là mình đam mê anh em ơi. Mình thì có thể là mình đã nói với anh em rồi mà, chơi game không giỏi nhưng lại đam mê làm YouTuber. Ngày hôm nay nếu như mà những các bạn mà các bạn đã từng bỏ lỡ mình, những bạn fan anh em đã từng yêu quý mình và anh em xem được video này, thì các bạn hãy nhớ là hãy nhấn like và chia sẻ video giúp kẹo nha. Cũng như rằng là anh em muốn là kênh Sĩ Kẹo sẽ phát triển trở lại. Thật ra thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào người xem cả anh em ơi. Kẹo thì cũng chỉ biết đam mê với game Free Fire thế thôi, chỉ biết đam mê làm YouTuber thế thôi. Và mong rằng thì anh em sẽ ủng hộ mình. Thôi thì chúng ta sẽ kể lại về cái chặng đường tại sao mà từ một kênh Sĩ Kẹo tầm khoảng là hơn 1 triệu người đăng ký như vậy thì đã đến cái lúc tụt dốc. Đơn giản là bởi vì là cái quãng thời gian mình trở thành một streamer đó anh em. Tức là từ YouTuber mình đổi hướng sang làm streamer, mình livestream nhiều hơn. Và cái quãng thời gian đấy chính là lúc mình bỏ bê kênh YouTube nhất. Mình không làm video cho anh em này, rồi là ngay cả những video đăng lên thì nó không được chất lượng cho lắm. Và đến bây giờ thì mình nuối tiếc về cái điều đó anh em. Tại sao mình có thể giống như kiểu là không coi trọng người xem? Thì tức là mình chỉ cắt lại những cái livestream mình đăng lên kênh YouTube. Và đến bây giờ thì mình thấy rằng là tại sao mình có thể như thế được nhở? Kiểu như là thôi thì ai cũng mắc bệnh nổi tiếng mà anh em. Đến một cái lúc nào đấy kiểu nổi tiếng xong là càng nói thì càng thêm buồn mọi người ơi. Xin lỗi anh em, xin lỗi anh em rất là nhiều. Và thật ra gần đây thì mấy tháng nay mình đã làm video lại, nhưng mà thật sự rằng là cái lượng tương tác rất là thấp. Thế nên là mình đã ra ngoài, mình chạy xe ôm anh em ấy, kiếm thêm thu nhập để trang trải cho cuộc sống. Nhiều anh em không tin bởi vì là các bạn không thấy rằng là cái lượng view YouTube của mình ngày càng thấp đi anh em. Tức là trên mỗi clip cái lượng view nó ngày càng thấp đi. Và lượng video thấp như vậy thì tiền kiếm được từ YouTube nó chẳng là bao nhiêu. Khi mà bao nhiêu chi phí của cuộc sống này, trang trải, tiền nhà, tiền điện, tiền ăn uống, rồi là chi phí sinh hoạt nữa. Đôi khi mình muốn dừng lại để trải lòng, để tâm sự với anh em. Mong rằng sau những video thế này thì anh em sẽ hiểu mình hơn. Và anh em ơi, nếu như mà các bạn có bất cứ những cái góp ý gì hay là anh em có câu hỏi gì, thì các bạn có thể là đặt câu hỏi cho mình ở ngay bên dưới phần bình luận video nha. Thì Kẹo sẽ tranh thủ và trả lời comment của các bạn nhé. Hoặc là sẽ làm những cái buổi talk show mình làm video nha anh em. Rồi, ok, trận đấu này ngày hôm nay còn lại duy nhất cái đêm cuối cùng. Ok, làm sao đây Hải ơi? Ui vãi, dựa băng keo luôn cả. Anh lại nể chủ quá cơ, qua đây em. Ui thằng này ghê phết nhở, đừng đùa anh em. Ok ok, làm sao, làm sao này. Yes, win, top 1. Yeah, bye bye anh em. Và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Các bạn nhớ like và chia sẻ video giúp Kẹo nha. Tạm biệt mọi người.